Xin kính chào quý vị đang đến với bản tin chuyển động Crypto 24 giờ. Một bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai tới chủ nhật hàng tuần trên kênh Crypto League VN. Urena triệt phá thành công đường dây lừa đảo tiền điện tử, vượt mặt BTC, các sản phẩm dựa trên ETH tăng trưởng mạnh mẽ. Busan Hàn Quốc nỗ lực giao du với các ông lớn tiền điện tử. Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Binance US chứng minh sự tuân thủ. Sau đây mời các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin chuyển động Crypto 24 giờ tối nay. Một báo cáo mới của Crypto Confair cho thấy các sản phẩm đầu tư Ethereum đã tăng 2,36% lên 6,81 tỷ đô la trong quỹ tài sản được quản lý, hay còn gọi là AUM trong suốt tháng 8, vượt trội hơn so với các sản phẩm Bitcoin khi tiền điện tử lớn nhất giảm 7,16% xuống còn 17,4 tỷ đô la. Điều này cũng được phản ánh trong khối lượng giao dịch sản phẩm Bitcoin và Ethereum của Raquel. Trong khi sản phẩm Bitcoin CBTC đã giảm 24,4% về khối lượng, thì sản phẩm Ethereum ZETH lại tăng giọt 23,2%. Theo báo cáo, sự kiện Demos sắp tới chính là yếu tố quan trọng đằng sau thúc đẩy sự thay đổi về khối lượng giao dịch của các sản phẩm dựa trên Ethereum. Được biết, số liệu AUM hàng tháng cho các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số nói chung đã giảm 4%, phần lớn được cho là do sản phẩm CBTC của Raquel giảm 6%, vì sản phẩm này chiếm 13,4 tỷ đô la trong số 25,8 tỷ đô la, tương đương 53,4% tài sản kỹ thuật số đang được quản lý. Khi thị trường lao dốc, nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng đã lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư nên từ bỏ tiền điện tử. Gần đây nhất, nhân vật truyền hình nổi tiếng của Mỹ và người dẫn chương trình lâu năm của CNBC, Jim Cramer đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư nên thoát ra khỏi thị trường tiền điện tử, NFT và các công ty SPIC vì những tài sản này có thể khiến họ mất hết tiền. Trong một tập mới nhất của chương trình Mad Money, Cramer đã thừa nhận rằng ông đã có những quan điểm sai lầm về tiền điện tử khi hiện tại chúng đã không hoạt động như một kho lưu trữ giá trị và đã đến lúc nên đặt câu hỏi về các nguyên tắc cơ bản của loại tài sản này, đồng thời cho biết sẽ khuyến nghị với CNBC rằng nên loại bỏ việc báo cáo về tiền điện tử. Tương tự như Cramer, David Kelly, giám đốc điều hành chiến lược toàn cầu của JP Morgan gần đây, cũng đã kêu gọi các nhà đầu tư bán hết tiền điện tử của họ, với lo ngại chính sách diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn nữa đến các tài sản kỹ thuật số. CryptoLeague VN xin trân trọng thông báo, để tri ân sự ủng hộ của quý khán thính giả trong thời gian vừa qua và để kỷ niệm channel đạt mốc 10.000 subscribers đầu tháng 9 năm 2022, chúng tôi khởi động tính năng Watch and Earn, mang đến trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Một trải nghiệm có thể giúp các bạn gia tăng thu nhập từ việc xem video trên website của CryptoLeague VN. Mọi thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật chi tiết hơn trong các bản tin tiếp theo và trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi. Mong quý khán thính giả đón theo dõi. Chân thành cảm ơn. Trước thêm Demos, nhóm khai thác Ethereum lớn nhất thế giới Ethermine đã ra mắt một dịch vụ staking mới cho người dùng. Tuy nhiên, dịch vụ này không có sẵn cho các thợ đào ở Hoa Kỳ. Theo đó, dịch vụ mới sẽ cho phép các thành viên Ethermine có cơ hội góp chung ETH của họ và kiếm tiền lãi dựa trên số lượng ETH mà họ góp. Chỉ cần ít nhất 0,1 ETH, tương đương khoảng 159 đô la là có thể tham gia. Tuy nhiên, lượng gửi càng ít thì phí càng cao. Hiện có khoảng 393 ETH đã được góp vào. Nền tảng hiện tại đang cung cấp cho các nhà phân tích lãi suất ETH hàng năm là 4,43%. Được biết, các nhóm staking như vậy có ý nghĩa rất quan trọng vì chúng cung cấp lãi suất cạnh tranh và làm giảm đi các rào cản gia nhập so với staking riêng lẻ. Vì với tư cách là nhà khai thác nút, đòi hỏi ít nhất phải sở hữu 32 ETH để vận hành một nút. Trong khi đó, với lãi suất của Ethermine, việc staking vào ETH pool với tư cách tương tự sẽ thu được lãi suất hàng năm lên đến 4,6%. Hiện tại có 222.657 công cụ khai thác đang hoạt động trên Ethermine, chiếm tỷ lệ bơm kết hợp là 261,1 terahash mỗi giây. Sau khi Demos hoàn thành, nhóm sẽ chỉ tiếp tục hỗ trợ khai thác Proof of Work trên Ethereum Classic, Ravencoin, Eagle và Beam. Chi nhánh tại Hoa Kỳ của sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Binance US đã nhận được một bức thư từ liên bang yêu cầu cung cấp khẩn cấp các tài liệu chính thức chứng minh sự tuân thủ của sàn giao dịch đối với việc niêm yết các mã thông báo, đặt sự bảo vệ của người dùng làm trọng tâm. Trong bức thư gửi đến Brent Broder, giám đốc điều hành của Binance US, nghị sĩ Raya Krishnamurti đến từ tiểu bang thuộc Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ của Hạ viện Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng các sàn giao dịch hiện đang thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người dùng, cũng như không giúp chính phủ Hoa Kỳ hạn chế gian lận tài chính và bảo vệ nhà đầu tư. Krishnamurti đã bày tỏ sự hoài nghi xung quanh quá trình kiểm duyệt đằng sau việc niêm yết mã thông báo trên các sàn giao dịch tiền điện tử, làm tăng rủi ro cho các nhà đầu tư thông qua việc yêu cầu Binance US trình xuất các tài liệu được yêu cầu kể từ khi sàn giao dịch này bắt đầu đi vào hoạt động cho đến nay, trong thời hạn 2 tuần. Ngoài các tài liệu, người đứng đầu Binance US còn được yêu cầu trả lời một số câu hỏi, tiết lộ công cụ và cơ chế được sàn giao dịch thực hiện để giảm thiểu rủi ro, gian lận và lừa đảo. Phát biểu thay mặt Quốc hội Hoa Kỳ,
Krishnamurti nhắc lại rằng các sàn giao dịch tiền điện tử phải thực hiện đầy đủ các biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho các nhà đầu tư thông qua việc thực hiện các chính sách kiểm toán, yêu cầu tiết lộ nhất định, quỹ niêm yết và áp dụng các biện pháp an toàn khác. Được biết, ngoài Binance US, bức thư tương tự cũng được gửi đến Coinbase và FTX. Trong một tweet vào thứ ba, Zhang Mengzhao, giám đốc điều hành Binance đã lên tiếng chỉ trích việc tạo ra một mô hình kinh doanh miễn phí thông qua trào lưu CryptoWallet trong một không gian GameFi. Nếu mọi thứ trên thế giới đều miễn phí, tại sao chúng ta phải làm việc chăm chỉ như vậy? Ông viết. Theo sao, không có gì là hoàn toàn miễn phí, đồng thời đề cập đến cách sàn giao dịch có thể không tính phí giao dịch cho các cặp BTC và ETH là vì có đủ doanh thu được tạo ra từ các cặp giao dịch khác. Còn việc các dự án mới ra mắt mà cho phép người chơi đăng ký miễn phí có thể sẽ mang nhiều rủi ro. Dự án được vị CEO này đề cập đến là Lightning Bridge. Công ty khởi nghiệp đã huy động được 200 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm vào ngày 29 tháng 8, đã trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều người tham gia với việc ra mắt bộ sưu tập NFT miễn phí có tên DigiDagQ. Các NFT này sẽ được sử dụng trong trò chơi với mục đích cung cấp trải nghiệm miễn phí để người chơi không bị áp lực và có thể ở lại tham gia trò chơi lâu hơn nữa. Trong một thông báo vào hôm thứ Ba, Neso đã tiết lộ rằng ban giám đốc của họ đã cam kết bổ sung thêm 50 triệu đô la vào chương trình mua lại trị giá 100 triệu đô la được khởi động vào tháng 11 năm 2011 của công ty. Việc phê duyệt trên mang lại khả năng mua lại lên đến 50 triệu đô la Neso trên thị trường mở. Nếu các bạn chưa biết thì việc một công ty mua lại tài sản tiền điện tử của mình sẽ góp phần làm giảm nguồn cung và tăng giá tổng thể. Theo thông báo, động thái này nhằm thể hiện vị thế thanh khoản vững chắc và sự sẵn sàng đầu tư vào cộng đồng của Neso. Chương trình sẽ được thực hiện trong 6 tháng. Với tất cả các mã thông báo được mua lại phải tuân thủ thời gian kiểm tra 12 tháng. Một khi thời gian ký kết được thỏa mãn, các thông báo mua lại có thể được sử dụng để trả lãi hàng ngày hoặc thực hiện các khoản đầu tư chiến lược. Giá của Neso hiện giao dịch ở mức 1,07 đô la vào 16 giờ 30 chiều nay, tăng 7,12% trong 24 giờ qua. Thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc Busan tiếp tục tăng cường giao du với các ông lớn trong lĩnh vực tiền điện tử để thúc đẩy sự phát triển cho ngành công nghiệp mới nổi. Trong một thông báo vào ngày 30 tháng 8, thành phố Busan đã công bố mối quan hệ đối tác với sàn giao dịch FTX để xây dựng một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương cũng như thúc đẩy sự phát triển của blockchain tại thành phố. Là một phần của mối quan hệ hợp tác, Busan sẽ sử dụng công nghệ và cơ sở hạ tầng của FTX để thiết lập sàn giao dịch tiền điện tử của riêng mình. Ngoài ra, FTX cũng sẽ tham gia hỗ trợ việc thúc đẩy giáo dục dành riêng cho blockchain tại các trường đại học địa phương và các dự án trong khu tự do đặc biệt về blockchain của thành phố, được thành lập vào năm 2019. Chia sẻ về việc này, Amy Wu, giám đốc điều hành bộ phận đầu tư của FTX cho biết công ty sẽ thành lập chi nhánh FTX Hàn Quốc tại Busan trong 12 tháng tới với nỗ lực giúp thành phố phát triển thành một trung tâm tài chính kỹ thuật số ở châu Á. Được biết, gần đây, Busan cũng đã thiết lập mối quan hệ đối tác tương tự với sàn giao dịch Binance vào ngày 26 tháng 8 với nỗ lực thúc đẩy sự phát triển blockchain ở thành phố. Trong một thông báo chính thức của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, viết tắt là NBU vào thứ Ba, cho biết họ đã triệt phá thành công một đường dây các trung tâm lừa đảo tiền điện tử nhắm mục tiêu vào các công dân Ukraine và Liên minh châu Âu. Theo đó, trung tâm lừa đảo này hoạt động dựa trên những chiêu trò khá tinh vi, chẳng hạn như đề nghị giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi các trò gian lận tiền điện tử, sau đó đề xuất các gói đầu tư vào tiền điện tử, vàng, dầu và các loại chứng khoán khác, thông qua việc mạo danh các ngân hàng quốc gia của nhiều nước trên thế giới, sử dụng trang web và sàn giao dịch để thu hút khách hàng châu Âu, sau đó lấy đi dữ liệu bí mật. Ngoài ra, các nạn nhân nhẹ dạ còn được yêu cầu phải trả một khoản hoa hồng để có được sự giúp đỡ, nhưng sau khi thanh toán thì không thể liên lạc được với chúng. Được biết, sau khi phá án thành công, NBU đã tiến hành tịch thu các thiết bị phạm tội và chuyển giao hồ sơ phạm tội lên tòa án với tội danh lừa đảo trên quy mô lớn và sử dụng phần mềm độc hại. Chứng khoán thị trường vào lúc 18 giờ chiều nay điều chỉnh nhẹ về mức 1,03 nghìn tỷ đô la, giảm 0,83% trong 24 giờ qua. Tiền điện tử hàng đầu Bitcoin đang trao đổi tại 20.332 đô la, điều chỉnh 0,5%. Ethereum giao dịch quanh 1.591 đô la, tăng 0,2%. Binance Coin giao dịch tại 287,7 đô la. Cryptolit VN xin cảm ơn CRVN Capital và quý khán thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin lần sau.